Đợi người như một dòng sông đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Qua bao thác gần, rồi đây con nước về đâu? Là người sống phải thẳng ngay, đừng gieo nên tội, biết trách ai, trách ai sau này? Trách chính thân mình, vì sao gieo nỗi sâu con thấy nó đang cố tình tiếp cận mọi người thì đúng hơn á. Thiệt tình. Ba, con không thể chịu đựng thêm nữa đâu ba. Ba mau đuổi má con nó ra khỏi nhà này đi. Ba muốn người làm, con sẽ đưa người về đây cho ba chọn. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn vô nhà mình mà còn không được mà ba. Con nói con không thể chịu đựng nổi con bé đó sao? Dạ đúng. Cái thứ ngu ngốc hồ đồ đó, con nhìn thấy là gai mắt rồi. Trái lại, ba thấy con bé đó đang phải chịu đựng con. Ba, con đừng tưởng là ba không biết việc xảy ra lúc nãy là do con giở trò. Đúng là do con giở trò đó, con không có chối với ba. Con chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà này thôi. Con nói người ta ngu ngốc hồ đồ, nhưng trong mắt ba, đứa hồ đồ ngu ngốc chính là con đã Đức Tiến à. Ba à, con có phải là con của ba không vậy? Sao ba có thể coi thường con hơn một đứa ở đợ vậy ba? Tiến, dĩ nhiên con là con của ba, cho nên ba rất buồn lòng khi con có những hành động trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Ba thấy con cần phải học hỏi con bé đó nhiều hơn nữa. Ba... Tiến, mình à, sao mình lại... Mình không thể tiếp tục nuông chiều nó được nữa, phải chỉ cho nó thấy cái sai của nó mình à. Bà mụ ơi, bà mụ, bà đâu rồi? Bà mụ đâu? Trời, thấy bà rồi, tìm thấy bà rồi, ra đây chơi, làm gì phải chui vô đây vậy hả? Đừng giết tôi mà, đừng giết tôi mà, tha cho tôi đi, tôi không có biết gì hết á, tôi không có biết gì hết á. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bà biết điều vậy ai mà nỡ giết bà phải không? Đây, cho bà nè. Cho. Yes, cầm đi. Đó. Bà giỏi đó. Nè, bà thấy cả cái làng này có ai tốt với bà như tụi tôi không? Mười mấy năm rồi, hễ cứ dài ba bữa là tụi tôi thay nhau đến thăm hỏi bà. Cảm ơn, cảm ơn. Ừ. Nè, 16 năm trước trong cái nhà này đã xảy ra chuyện gì bà còn nhớ chứ? Không, 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 tôi không biết gì hết. Tôi không có nhớ gì hết, đâu có nhớ gì hết. Tôi không có biết gì hết. Tôi không có biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Hãy
Vậy là tốt đó. Cứ ngoan ngoãn như vậy tới cuối đời nghe không? Sao? Giờ em yên tâm chưa? Ừ. Ngồi đi em. Đây nè, chị đã vẽ sẵn mẫu đơn giản để cho em tập theo đó. Bây giờ chị chỉ em cách lồng vô khung nha. Em nhìn chị rồi làm theo nè. Dạ. Ờ đúng rồi đó em. Em kéo phần dải để cho dải trong khung căng lên thì mình mới theo đẹp được. Khó quá chị. Ủa chị, chị theo làm gì mà lớn quá vậy? Chị theo cặp gối cưới. Gối cưới của chị? À đúng rồi, cái chuyện mà anh nhờ em nói với ông chủ Lâm cho anh làm bao tá sao rồi? Ông không chịu. Thiệt, cả hai vợ chồng đều nói là họ không có muốn trồng thêm ách vô cổ tá điền. Khốn nạn thiệt. Từ nay anh cũng bớt quạnh quẹ tá điền chút đi. Ông Lâm ổng nhắc khéo vậy đó. Cái gì? Ông nói như vậy thiệt hả? Ừ. Ông nói là ông biết nhiều việc làm không đúng của anh, nhưng vị tình nên mới làm ngơ. Từ nay làm ơn làm gì cũng phải cho khéo khéo một chút, ăn dụng cũng phải biết chùi mép cho nó sạch. Mẹ kiếp. Ừ. Hay là anh lãnh ruộng về làm đi. Ông hứa sẽ chiếu cố. Có khi ông lấy địa tô thấp hơn so với người khác đó. Em biểu anh đi làm ruộng á, dẹp đi, không đời nào. À được, cũng là ý hay. Anh lại có ý đồ gì hả? Ý đồ gì thì từ từ em sẽ biết. Anh đã quyết định rồi, bắt đầu từ mùa vụ tới anh sẽ trở thành nông dân. Chị với anh ấy có hôn ước lâu rồi, nhưng vì ảnh sang Pháp du học mấy năm cho nên tụi chị chưa có làm đám cưới. Giờ thì ảnh học xong rồi, chỉ chờ lấy đủ giấy tờ. Chắc vài ba tháng nữa là ảnh về tới. Chắc khoảng cuối năm là tụi chị cưới. Thích quá à. Chị, em chúc mừng chị nghe. Vậy thì em phải ráng chăm chỉ học. Nhất định em phải thêu tặng chị trước khi mà chị về nhà chồng. Chị ơi, em có thêu không đẹp, chị đừng có chê em nha. Em tặng chị á là quý lắm rồi, chị không có chê đâu. Nhưng mà chị tin là em sẽ thêu rất là đẹp. Mà chị, chồng tương lai của chị học cái gì mà phải đi xa dữ vậy? Anh học bác sĩ. Ồ, em biết rồi. Là mấy cái ông đốc tờ ở trong nhà thương phải không chị? Ừ, đúng. Nhưng anh ấy không phải là đốc tờ trị bệnh mà là đốc tờ thẩm mỹ. Chị, hả? Nếu như mà mấy người bị thương như má của em á, thì đốc tờ có thể làm mất thẹo, trở lại như xưa được không chị? Chị cũng không có rành. Khi nào anh ấy về á, nhất định chị sẽ hỏi rồi nói lại cho em biết nghe.
Em sao vậy? Em đang nghĩ giá như mà có một phép màu nào đó có thể giúp cho gương mặt của má em trở lại như xưa, cho dù bắt em có phải đánh đổi bất cứ điều gì em cũng chấp nhận. Em thiệt là hiếu thảo. Vì lụa mà biết được chắc là sẽ vui lắm. Bà má chị thường nói, ở trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả những chuyện tưởng như thần kỳ. Cho nên em có quyền hy vọng. Chị, mấy lúc mà em ngồi một mình, em tưởng tượng sau này mà em lớn lên á, nhờ siêng năng làm việc mà em kiếm thật là nhiều tiền để lo cho má em, rồi má em sẽ trở lại xinh đẹp như ngày trước. Em ước làm sao á hả? Em sẽ cùng với má em ở trong một ngôi nhà to thiệt là to, đẹp ơi là đẹp luôn. Tưởng tượng vậy thôi mà tự nhiên em thấy vui á chị. Em đúng là người lạc quan đó. Chứ chị biểu trong hoàn cảnh của em mà tối ngày cứ buồn phiền thì sống sao nổi. Thảo ơi, nhìn hai đứa nhỏ tôi lại càng nhớ em da diết. Giá như mà Đức Tiến cũng gần gũi với Ngọc Thủy thì tốt biết mấy, phải không em? Dì, dì để đó đi, lát nữa con làm cho. Dì khỏe mà, dì quen rồi con. Ngọc Bích. Dạ. Dạ. Mày đưa bàn ủi cho má mày, kêu ủi đồ cho cậu đi. Rồi mày đi ra hái mấy trái dừa cho tao uống, tao khát nước quá. Dạ, để lát nữa con ủi đồ xong con hái được không bà? Mày đợi tới khi nào tao hết khát rồi mày mới hái hả? Đúng không? Dạ dạ cô quản gia, để tôi nói nó cho. Con nghe lời cô đi, còn bàn ủi này để má làm cho. Nhưng mà... Má làm được mà, con nghe lời cô quản gia đi. Nè, phải lựa cho kỹ nghe chưa? Nhớ, non quá thì nó chua, còn già quá thì tao không thích đó. Dạ. Có phải là bà không? Sao bà còn chưa chịu ló cái đuôi chồn của bà ra hả? Con à, cho tôi coi với. Ừ nè. Ê, mặt Bích dính sình kìa, để tôi chùi cho. Chết, tay tôi cũng dính sình. Thôi được rồi, không sao đâu. Hồi trước á, ngày nào tôi cũng đi bắt cá hết. Còn tôi bắt cá cũng dở lắm, sáng giờ bắt được có mấy con à. Trời, như vậy là nhiều lắm rồi đó. Ủa, Bích ra vườn làm gì vậy? Quên, tôi phải đi hái dừa cho bà quản gia nữa. Tôi đi ngang. Ê, để tôi thọt cho, mấy vụ này tôi rành dữ lắm. Tôi cũng làm được vậy. Thôi, sẵn có tôi ở đây tôi thọt giùm cho. Mà Ngọc Bích muốn thọt dừa khô để làm mứt hay là uống nước? Trời, anh rành dữ vậy. Bà quản gia kêu tôi hái dừa để uống nước. Thôi được rồi, đi theo tôi. Ừ. Đi.
Đang ủi đồ hả? Dạ. Ủi luôn cái này cho tôi. Dạ cô. À, hồi nãy á, Ngọc Bích nó nấu gì ở dưới bếp đó, coi chừng khét nha. Vậy hả cô? Vậy để tôi xuống coi. Đâu không biết nữa. Nước bồ kết của đâu cho bà chủ? Tôi đang nấu đó. Ủa chị nấu hả? Ờ tôi đang nấu. Có chuyện gì chị lụa? Ủa sao cô quản gia nói là sai con Ngọc Bích nấu? Cô quản gia? Lạ à nghe. Hồi nãy tôi bắt nước lên á, cổ còn dặn tôi bỏ bông mửa vô để quên đó. Thôi chết tôi rồi. Của tôi ủi xong chưa? Dạ cô, tôi ủi cái áo này xong là ủi áo cho cô liền. Ừ, đây để tôi máng lên cho. Rồi ủi cái áo kia giùm tôi đi. Dạ cảm ơn cô. Trời ơi, cái thằng này nó mau lớn ghê luôn đó. Quần áo riết rồi ngắn hết trơn rồi à.
coi tôi sẽ trừng trị bà như thế nào. Đưa tay bà đây. Dạ cô ơi, dạ cô tha cho tôi đi cô. Bây giờ sao? Bà muốn đưa tay hay là đưa cái mặt ra? Dạ cô. Đưa tay đây. Dạ. Dạ. Chưa, nghe chưa? Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như còn lần sau thì đừng có trách tôi. Còn cái áo đó tôi cho bà luôn. Bà muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ trừ vào tiền công của bà. Sao vậy? Ôi da. Đâu, đưa tôi coi. Cô đưa đây. Để tôi thổi cho. Ê Tiến, có chim nè. Bắt không? Là tại vì tôi sơ ý nên mới bị phỏng vậy thôi. Chị đừng có giấu tôi. Chị thuận tay mặt. Nếu mà lỡ tay á thì bị thương tay trái chứ. Có phải lúc cô quản gia lừa chị xuống thôi, đây? Thôi thôi thôi. Trời ơi, muốn mang họa vô thân hả? Trời ơi, tôi biết ngay mà. Thôi. Nè, đừng có nói cho con Ngọc Bích hay nghe. Thì sao phải giấu nó? Tôi sợ nó biết như vậy rồi nó đau lòng, hiểu không? Mà nghĩ cũng lạ nghe. Đành rằng từ nào giờ cô quản gia luôn khắt khe, khó chịu với người ăn kẻ ở trong nhà. Nhưng cũng đâu tới nước này. Chị quên rồi hả? Ngay từ cái bữa đầu má con tôi bước chân vô nhà thôi là cô quản gia cổ đã khó chịu ra mặt về cổ ghê sợ cái mặt của tôi. Ờ hé, có lẽ cổ cố tình dồn ép để hai má con chị phải bỏ đi đó. Đức Tiên ơi, dù có cực nhục tới đâu má cũng ráng chịu đựng. Chỉ cần má được ở bên con, chỉ cần con gái của má được ở trong nhà của nó, má chịu được hết các con ơi.
tôi biết là cậu muốn trả thù tôi thì kiếm chuyện với tôi nè, đừng có kiếm chuyện với anh Tâm nữa. Anh hùng lắm, cô chịu đòn tha cho nó đúng không? Tránh ra. Ngọc Bích, sao muốn đánh tôi chứ gì? Đánh đi, đánh cho thỏa lòng cậu đi. Dù sao tôi cũng quen chịu đòn từ nhỏ rồi. Cô đánh cô hả? Tôi không muốn đánh. Cầm. Cậu muốn gì? Tôi sẽ đứng yên một chỗ, cho cô bắn 5 phát. Chỉ cần trúng 3 phát thôi, tôi sẽ tha cho nó. Làm được không? Cầm đi. Nhắm bắn được không? Không bắn được chứ gì. Đừng có xin xỏ vô ích cho nó nữa. Không biết thì tránh qua một bên, để tôi trừng trị nó. Chỉ cần bắn 5 phát trúng 3 phát. Nhưng nếu mà tôi bắn trúng hết 5 phát thì sao? Nam, mày có nghe nó nói gì không? Nó tưởng vậy bắn trúng tao lắm. Bắn trúng một lúc 5 phát. Cô thua chắc rồi. Đồ điên. Tôi hỏi lại lần nữa, nếu tôi bắn trúng 5 phát thì cậu tính làm sao? Được, nếu cô bắn trúng tôi 5 phát, cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết. Cậu nói thì phải giữ lời đó nghe. Đương nhiên, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm nè. Cầm đi. Được, tôi sẽ làm trọng tài. Nè, đạn của cô nè. Ngọc Bích, cô bắn nát thun bao giờ chưa? Hay là để tôi bắn cho? Anh đừng có lo. Sao, bắn được không? Ráng bình tĩnh nhắm bắn cho chúng nha. Dương cho căng lên. Có đủ sức dương lên không vậy? Hả? Tôi bắn đó nghe. Rồi, bắn đi. Bắn đi. À, trúng rồi, trúng rồi. Nè, mày có sao không vậy? Đừng có y y chứ. Nó gặp bài thôi, không có lần thứ hai đâu. Bắn tiếp đi. Vậy thì tôi bắn tiếp nghe. Tôi bắn đó, cẩn thận đó. Mày có sao không? Trúng rồi, trúng nữa rồi. Mày có sao không Tiến? Không sao, cái này tao sơ ý. Còn tới 3 phát nữa lận, tao không tin nó bắn trúng tao nữa. Có sao không? Bắn tiếp đi. Tôi bắn nữa đó nghe. Cậu cẩn thận đó. Bỏ đi. Tôi bắn thiệt đó nghe. Cậu cẩn thận đó. Trúng nữa. Trời quá, mà có đau quá không? Có sao không? Tôi bắn nữa nghe. Bắn đi. Tôi bắn tiếp nha. Bốn phát rồi nha. Trời, sao nó bắn trúng hoài vậy? Còn một viên cuối cùng. Mày không chịu nổi nữa đâu. Còn một viên cuối kìa. Cẩn thận đó nghe. Tôi bắn tiếp đó. Để nhanh lên. Hương, để đi. Đừng để cho bắn trúng. Đúng rồi. Trúng nữa hả? Trời ơi, vậy là thua rồi. Đáng đời. Mình thắng rồi, thắng rồi. Sao giờ? Ah!
Trời đất ơi, bết 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 bết, con gái lớn rồi phải dịu dàng thùy mị chút, làm gì dãy tê tê vậy nè? Dạ, có chuyện gì mà chịu giờ má thấy con vui dữ vậy, cười hoài hả? Má còn mới dập cho cậu ta một vú, thiệt là đã gì đâu á. Trời ơi, à, con đập ai? Thì là cậu chủ Đức Tiến đó má. Trời đất ơi, sao con dám đánh cậu chủ? Con không hề đánh cậu. Ờ, mà là con chơi cậu ta một vố, còn đau hơn cái đánh nữa đó má. Thiệt là đáng đời cái tội là phách. Tức thiệt, tao vậy mà thua một con ở đỡ, không biết giấu cái mặt vô đâu. Cũng không trách mày được, tao không ngờ nó bắn hay vậy chứ, năm phát trúng năm phát, ghê thiệt. Ê, mày đừng có nói với tao là nó gặp may nha. Càng lúc tao càng thấy con ở đợ nhà mày rất là thú vị đó. Gì? Thú vị gì cái thứ đó? Mày, mày không thấy nó khác mấy đứa con gái trong làng này sao? Nhất là ánh mắt lúc nó nhìn mày á, thật không giống con ở chút xíu nào. Không hề có chút sợ hãi nào trong ánh mắt của nó hết, mà rất là phong độ. Có gì lạ đâu, tại nó biết ba má tao với chị hai tao chống lưng cho nó, cho nên nó mới dám vậy. Cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng nữa. Thằng này, nói chuyện gì quầy vốn vậy mày? Tao đang bực mình nha, cuối cùng ý mày làm sao? Ờ thì tao đang nghĩ là cho dù ba má mày, chị hai của mày có thương nó đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là con ở đợ, mày vẫn cứ là cậu chủ của nó. Làm gì có chuyện mọi người coi trọng nó hơn mày được. Bởi vậy, việc nó không sợ mày là vì nó có khí phách riêng, chứ đâu có dựa vào ai đâu. Mà tao cũng không ngờ nhỏ đó nó bắn giỏi thiệt mày. Nếu là tao nè, trong ba phát chưa chắc gì tao trúng ba phát đâu. Đằng này nó lại tự tin ngay từ đầu. Thì tao cũng đâu có ngờ đâu. Nè, từ nay cậu chủ là phải cảnh giác nghe, không có coi thường con ở được đâu á nha. Ê, đỡ đau chưa? Hết rồi, ba cái này mà làm khó được tao. Hả? Con bắn vô chân cậu chủ năm phát? Dạ. Trời ơi, trời ơi, má cũng biết là con bắn siêu cỡ nào rồi mà. Trời ơi, rồi cậu chủ có bị làm sao không? Hả? Có sao không? Má làm gì mà lo cho cậu chủ dữ vậy? Thì má sợ con gây ra chuyện rồi ông bà chủ phiền lòng, mà cậu cũng không để yên cho con đâu đó. Má yên tâm đi, cậu ta có đau á thì cũng chỉ đau một chút xíu thôi. Với lại cậu ta đã hứa với con rồi. Hứa gì? Vì thua con, cậu ta bắt buộc phải hứa với con từ nay về sau không được kiếm chuyện với con nữa. Mà sao con bắn trúng được cả năm phát vậy? Hả? Không lẽ... Nè nè, con đi ngủ đây. Bích, Bích, có phải lâu nay con vẫn lén má chơi cái dạng thun đúng không? Đúng không? Trời đất ơi, Ngọc Bích, nè, đưa đây cho má. Đưa đây cho má. Má, nghe không? Đưa đây. Đây, má đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được chơi cái này, sao con không nghe lời vậy? Con có chơi đâu. Con cãi nữa hả? Con nói thiệt mà. Má biết không,
cái vàng ná này nè, nó giúp cho con nhiều lắm á. Bắn cá nè, bắn chim nè, có trái cây nữa. À, có mấy lần á tụi du côn ghẹo con bắn nó luôn. Con thấy nó có lợi như vậy, sao má không cho con xài? Cho dù nó có lợi, má cũng không cho con xài cái này. Cái gì kỳ vậy má? Không có gì kỳ hết á. Con nên nhớ con là con gái, cái này không phải là đồ chơi dành cho con gái, biết chưa? Nghe không? Bích à, má xin lỗi, má không thể nuôi dạy con một cách đàng hoàng. Con gái của má ngày ngày phải lặn hộp dưới sông, mò cua bắt cá, dầm mưa dãi nắng, làm mướn làm thuê. Má không thể cho con học nấu ăn theo thùa may vá như con người ta. Bích à, má, điều duy nhất má có thể làm cho con là chống lại tía con, cho con đi học chữ. Má muốn sau này khi con về sống trong gia đình gia giáo, con sẽ không thấy tủi thân, không bỡ ngỡ, con sẽ dễ dàng chung sống với người ta. Con hiểu chưa? Trời ơi, má, má nhìn con đi. Má tin là sau này con vậy nè, mà có cậu ấm, con nhà giàu, cưới con làm vợ luôn sao? Má tin chứ. Con của má xinh đẹp, hiếu thảo, giỏi giang, nhất định ông trời không thể nào bắt con cả đời chịu thiệt thòi được. Cho nên con phải hứa với má, từ rày sắp tới phải ra dáng một cô gái đàng hoàng nè. Từ rày sắp tới con phải ra dáng một cô gái đàng hoàng, thùy mị, không có được đụng vô mấy cái thứ này nữa, nghe chưa? Nghe không vậy? Hả? Nghe không? Hứa với má một tiếng coi. Con hứa. Lâu nay con vẫn lén má xài thứ đó đúng không? Mà con chỉ xài khi con ở một mình thôi. Một mình cũng không được. Nhưng mà má yên tâm đi, không có ai thấy đâu. Một mình con má cũng không muốn nha. Không được chơi cái vàng thun đó nữa. Cái vàng thun đâu? Má, nhanh. Trời đất ơi, đưa đây, đưa đây. Cái này cũng tốn nhiều công sức lắm á má. Má không cần biết, đi ngủ đi. Đức Tiến, à, chân con bị làm sao vậy? Dạ, con bị té trật chân tí thôi ba, không sao đâu ba. Để ba coi. Ba, con là con trai mà, mấy cái chuyện này đâu có đáng để ba quan tâm đâu. Ừ, cũng đúng. Nếu con muốn ba không lo, thì con phải nói với dì hai, lấy rượu thuốc xoa bóp cho con. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi ba. Dì Tám. Dạ, cậu kêu tôi. Dì hai tôi đâu rồi? Dạ, cô quản gia mới ở đây, chắc cổ ra ngoài giường có chuyện gì đó, để tôi chạy ra kêu cổ cho cậu nghe. Thôi khỏi đi, dì lấy rượu thuốc bóp chân cho tôi coi, đau quá à. Cậu chờ tôi chút. Nhanh lên. Ê, dạ. Để tôi bóp chân cho cậu. Chị Tám à. Dạ. Lên tôi nhờ một chút.
Dạ. Ba tôi kêu thì chị đi lên đi. Nhưng biểu đi thì đi đi. Dạ cậu chủ. Vậy giờ tôi kêu chị Lụa làm thế tôi nghe. Ừ. Dạ. Chị Lụa. Dạ. Chị xoa bóp chân cậu chủ giùm tôi nghe. Tôi lên nhà trên coi ông chủ kêu tôi có chuyện gì. Dạ nhưng mà biểu làm thì làm đi. Nhưng cái gì? Dạ. Chị làm nha. Tôi đi như cậu chủ. Nhanh lên. Dạ cậu. Nhanh lên coi. Dạ dạ. Cậu đau chỗ nào? Bộ đuôi sao không thấy? Đây nè. Dạ dạ. Đây là lần thứ hai trong đời má được chạm vào con. Má vui lắm. Má hạnh phúc lắm con ơi. Con trai của má. Mà làm gì vậy? Cái bóp bà không bóp bà rỡ gì vậy? Dạ dạ xin lỗi cậu chủ. Dạ. Cái bà đi. Bà bóp mạnh vậy cái chân tôi sao? Dạ dạ xin lỗi cậu chủ. Dạ dạ. Tiến ơi con đâu rồi? Tiến ơi con đừng có giỡn với gì nha. Con ra đây đi. Dì không có giỡn đâu. Trời ơi đừng có ghẹo gì, dì sợ mà. Tiến ơi. Trời con Bích, mày làm cái gì ở đây vậy? Nửa đêm nửa hôm mày ăn bận cái kiểu gì kỳ vậy? Hai không nhận ra em hả? Em là Thảo mà. Dì nói thiệt, từ ngày có bà già mặt quỷ đó ở trong nhà là ngày nào dì cũng chiêm bao thấy toàn là ma với quỷ thôi. Bản mặt của bà ám gì rồi? Con còn không đuổi bà đi là dì chết đó. Đâu phải con không làm gì đâu dì. Con làm đủ mọi cách rồi. Má đừng có gạt con. Vết bỏng này đâu phải là má sơ ý đâu. Là ai làm vậy má? Không có ai hết á. Má tự làm mà. Má, con không ức hiếp nó. Nhưng con chuyển qua ức hiếp má nó. Còn gì, dì sẽ hành hạ con nhỏ đó trước mặt má nó. Làm như vậy dì tin rằng má con nó sẽ còn đau khổ nhiều hơn. Nếu từ lúc Đức Tiến còn nhỏ em không sợ mang tiếng là mẹ ghẻ con chồng thì em đã dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn rồi. Cũng vì em muốn lo cho bản thân mình mà em đã nuông chiều nó. Mối mà hết cả buổi sáng chưa chịu về. Tao nói như vậy là oan ức cho má mày lắm sao? Có khi má còn xảy ra chuyện gì đó không hay. Con xin phép bà quản gia cho con đi tìm má con. Trời đất ơi. Ê, tao chưa cho phép mày đi mà. Cái nhà này riết rồi loạn hết rồi.